Xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2024. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lan Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng đầu tiên, cái đơn hàng này thì em không để số. Đơn hàng này thì gồm có chậu đầu tiên này là chậu 2 ki hồng xòe xanh. Cái chậu thứ hai này là 2 ki mít đua ngọn, mẹ dài 2 m. Chậu thứ ba này là chậu hồng á hậu, một dòng thân thủ đúng không nhá. Combo 3 cái chậu này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 1. Và cái này các bác lấy là em sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại, vì là nếu gửi cả chậu như thế này thì cái cước phí nó rất là cao. Cước thì khả năng nó phải bằng gần nửa tiền các bác mua lan rồi. Nhưng cái này em sẽ gửi nhấc ra gửi về và các bác về là các bác trồng lại giúp em. Thế đơn hàng số 0 đi, em để đơn hàng số 0 đi. Em chuyển qua đơn số 1. Đơn số 1 ngày hôm nay đó là một chậu nái hoa khôi Quế Phong. Hoa khôi Quế Phong là cái bông cánh bầu mũi trắng các bác nhá, bông rất là đẹp. Hoa thì vừa rồi đã nở tại vườn rồi ạ. Chậu này các bác sưu tầm về sang năm các bác ngắm hoa. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Cái này thì có một chậu duy nhất thôi ạ, chia sẻ tới tất cả các bác cô chú chị mình. Bác nào chưa có giống thì các bác nhanh tay sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng mỹ nhân các bác nhá, chậu nái hồng mỹ nhân. Chậu này thì hai mầm gốc, những cái mầm này thì hôm trước em quệt nó làm bị gãy mất ngọn này, gãy ngọn này, cái này thì vài bữa nữa là mầm lỡ nó lại tiếp tục đẻ. Và cái mầm gốc bên này thì nó dài tầm 60 cm rồi các bác nhá, 60 cm mà ngọn này, ngọn đang đi rất là khỏe. Đấy ạ, kỳ trên thân, giá rất là nhiều luôn. Và cái chậu này đây, vừa rồi hoa này các bác nhá, hoa này mắt nào cũng mẹ, mắt nào cũng ra hoa. Cái dòng hồng mỹ nhân là cái dòng mà rất là dễ hoa các bác nhá, cực kỳ dễ hoa luôn. Đơn hàng số 2 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 2. Những chậu này thì 100% hoa luôn các bác nhá. Như cái mầm gốc 60 cm kia nếu mà thắt ngọn thì nó cũng phải rơi vào tầm 1 mét luôn. Mà mỹ nhân thì nó là cái dòng xuân, thường nó sẽ thắt ngọn sớm là nó sẽ không thể đi được dài. Nhưng như chậu này ấy, đang rất là lực khỏe thì cái chậu này em nghĩ nó rất là dài thôi. Đấy, mẹ năm vừa rồi của nó đây. Đấy, mẹ năm vừa rồi các bác nhá. Đấy, đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn số 3. Đơn số 3 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng cố hương các bác nhá, 5 cánh trắng cố hương. Chậu này hai mầm gốc ngọn đang đi rất là đẹp. Đấy, mầm gốc này rơi vào tầm 45-50 cm rồi các bác nhá. Chậu này thì được thêm một cái ki trên thân này. Đấy ạ. Đấy, được thêm một cái ki trên thân, rễ đang già rất là đẹp rồi. Cái ki này về các bác tách xuống chậu nhá. Mẹ già vẫn còn nguyên này, phải các bác khai thác được rất là nhiều ki luôn. Và cái trắng trắng này thì là cái này là em phun vôi chống thối các bác nhá, chống thối. Mùa này cũng rất là dễ thối nên là các bác có thể là ngâm một ít vôi, sau đó lấy cái nước vôi trong tưới hàng ngày. Đơn số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 3. Một chậu nái 5 cánh trắng cố hương rất là đẹp luôn các bác nhá. Hai mầm gốc, một kỳ trên thân. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng cố hương. Chậu này hai mầm gốc và một kỳ trên thân nhá. Kỳ trên thân này cũng ra rễ rất là đẹp rồi. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng cố hương. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc và hai thân già. Những cái thân già mẹ năm 2 này, mẹ già năm nhất này em đều để lại để cho các bác về các bác khai thác. Thật ra là cái dòng 5 cánh trắng cố hương này, cái số lượng ở trên thị trường bây giờ các bác đi sưu tầm ấy, nó cũng không có nhiều đâu ạ, mà những cái chậu nái đẹp như thế này. Nên là cái này thì về các bác cứ khai thác ki, vẫn nhân giống bình thường, chơi bây giờ là chơi đam mê đấy ạ, chơi đúng theo đam mê luôn đấy ạ. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng cố hương. Chậu này 3 mầm gốc mà nhá, 3 mầm gốc. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Và hết đơn hàng số 6 này là hết 5 cánh trắng cố hương. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một kỳ đôi mắt Pleiku rồi nhá, đôi mắt Pleiku. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, dễ rất là đẹp rồi có nhá. Kỳ mở lá này, mở lá ngọn đang đi.
cái dòng là đôi mắt Pleiku này, rồi Cờ Đỏ, Long Khánh, Đại Cát, Vĩnh Khang là nó ở những cái tầm mà rất là cao rồi nhé. Nó ở cái tầm rất là cao. Nên là giá thành bây giờ với thời điểm bây giờ ấy, so với các mặt hàng khác như Bảo Duy không tên thì nó cao. Còn nếu so với trước đây ấy, thì giá nó phải nói là giá nó rất là êm rồi có nhé, rất là êm. Và những cái dòng này thì em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình ấy, là những bác muốn sưu tầm những cái hàng cao cấp, giá thành hợp lý, và những cái dòng này ấy, trên thị trường nó vẫn chưa có nhiều. Các bác chơi ấy, chơi chơi theo đúng đam mê nhé, thì là gần như là chưa bác nào có những cái dòng cao cấp như thế này. Nên là các bác sưu tầm về là các bác nhân giống chia sẻ. Những cái này thì các bác vẫn là đang làm kinh tế luôn nhá các bác nhé. Đơn hàng số 7 này, cái đôi mắt Pleiku này em chia sẻ cho các bác với giá là 4 triệu 300 nghìn đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là đó là một cái khúc năm cánh trắng Cờ Đỏ nhá, năm cánh trắng Cờ Đỏ. Đây ạ. Mắt mắt của nó rất là đẹp các bác nhá. Khúc này rất là to, mắt đang sưng đây rồi ạ. Những cái này thì em nghĩ là sẽ lên kỳ thôi. Đơn số 8 ngày hôm nay năm cánh trắng Cờ Đỏ em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 5 triệu đồng cho đơn hàng số 8. Những cái hàng này thì các bác sưu tầm thì các bác có thể là đến tại nhà hoặc là các bác có thể là liên hệ cho em. Còn bây giờ các bác bảo là đi mua Cờ Đỏ rồi Vĩnh Khang giá rất là rẻ mà kia, thậm chí mầm gốc 52, cái này không có các bác nhá, không có, em dám khẳng định với các bác luôn, không bao giờ có luôn. Đấy, nên là các bác mua những cái hàng này ấy, thì các bác cũng phải nên tìm những cái nơi uy tín, chất lượng để các bác sưu tầm, tránh trường hợp là các bác mất tiền mua mà mua phải hàng là không chuẩn. Hiện tại trên thị trường bây giờ thật ra là nó có rất là nhiều nhà bán nó không chuẩn mà bán toàn hàng cao cấp luôn các bác nhé. Đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một cây năm cánh trắng Juliet. Cây này là cây cắt khúc cô nhé, cắt khúc ươm tự nhiên. Cây rất là đẹp, mở lá đi rất là nhanh. Đơn số 9 này thì em chia sẻ với giá là 550.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 10. Đơn số 10 ngày hôm nay đẹp, một cái cây Juliet rất là khỏe, rất là to luôn rồi nhé, rất là mập. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ với giá là 650.000. Cái này nó là cây cắt khúc, nó có mẹ nuôi nên là nó lớn rất là nhanh không nhá. Lớn rất là nhanh, đi rất là khỏe. Đấy, đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng người đẹp Bình Dương không nhá, người đẹp Bình Dương. Cái này thì nó là mầm gốc của 52, mầm gốc 52. Những chậu này các bác sưu tầm về là sang năm đây các bác đều ngắm hoa được luôn. Đơn hàng số 11 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay nó là một chậu ám lá nhựa đi quả Thanh Sơn Phú Thọ, ám lá nhựa thôi nhá. Dòng lá mít thân thủ và hoa ám này, hoa rất là to. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 12. Ba cái kỳ rất là đẹp. Cái này các bác có thể sưu tầm 2 3 chậu về các bác ghép thành một cái chậu này ấy. Vì là cái đi quả này lá nó rất là tròn. Các bác hết mùa hoa các bác ngắm một thân lá, đảm bảo các bác luôn là ngắm cái dòng địch quả này bao đẹp luôn các bác nhá, bao đẹp luôn, thân rất là to và lá tròn xoe luôn. Đấy, đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay một chậu ám lá nhựa địch quả này, chậu này cũng 3 kg các bác nhá, 3 kg lá mít luôn. Đơn 13 này em chia sẻ với giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng thì cũng là đơn hàng số 14. Đấy, ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, kỳ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đơn hàng số 14 100.000. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Bạch Tuyết. Chậu này thì nó là mầm mầm gốc của 53 các nhá, mầm gốc 53, ngọn đi rất là đẹp. Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Năm cánh trắng Bạch Tuyết. Kỳ này thì nó cong như mấy cần câu luôn các nhá, ngọn đang đi rất là đẹp. Những cái chậu này thì các bác về sang năm này các bác đều ngắm hoa được luôn. Và năm cánh trắng Bạch Tuyết là cái dòng duy nhất mà một năm nó đẻ tầm khoảng 3-4 lần. Nên là đến cuối năm những chậu này thì các bác sẽ có những chậu nái Bạch Tuyết to để các bác ngắm hoa. Đây là đơn hàng số 16. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay, chậu nái năm cánh trắng Bạch Tuyết 2 mầm gốc luôn nhé. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay, chậu này 2 mầm gốc luôn nhé. Bạch Tuyết này 2 mầm gốc. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng.
Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu nái bệt võ tòng rồi nhé, bệt võ tòng. Chậu này mầm gốc đang đi rất là khỏe. Những cái chậu này thì về tất cả đều là hàng chậu nái nên là sang năm đây tất cả là các bác sẽ đều ngắm hoa. Và cái bệt võ tòng này là cái dòng bệt mũi trắng thôi nhé, mũi trắng. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Hai mầm gốc rất là đẹp luôn. Những cái chậu nái như thế này các bác muốn làm chậu to ấy, các bác có thể sưu tầm cái chậu mà size khoảng tầm 50 nhá. Các bác sưu tầm lấy 3 chậu võ tòng hai mầm gốc hoặc ba mầm gốc như thế này. Các bác về các bác ghép vào một chậu 50 ấy, sang năm các bác ngắm hoa, các bác sang năm đến sang năm ấy, các bác có một chậu nái võ tòng mà nó rất là to và đẹp luôn. Đấy, đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay thì cái chậu võ tòng này nó có 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc. Đấy ạ. Chậu rất là to. Đơn số 21 này em chia sẻ với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay thì cái chậu này 3 mầm gốc em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 22. Em chuyển qua đơn hàng số 23. 23 ngày hôm nay đó là một chậu võ tòng size nhỏ nha các bác nhá, size nhỏ các bác về sưu tầm về làm giống. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 23. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Đấy, chậu này đây, kỳ này đó là kỳ cắt cả mẹ luôn rồi nhá, có cả mẹ nuôi, kỳ đây. Đang ngọn đang đi rất là đẹp. Đơn 24 này em chia sẻ với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay. Kỳ 5 cánh trắng mắt trâu, kỳ này size nhỏ này, size nhỏ kỳ này rất là đẹp các bác nhá. Kỳ này rất là dễ này, dễ bám chậu này, cái này cắt cắt cả ngọn cái kỳ này, kỳ đầu ngọn các bác nhá. Cái đơn số 25 này thì em chia sẻ với giá là 160.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay cái chậu này là chậu nái luôn các bác nhá, chậu nái hai mầm gốc. 5 cánh trắng mắt trâu. Cái bông 5 cánh trắng mắt trâu thì phải nói là một cái bông rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp, khuôn bông của nó rất là to. Đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Chậu này về làm chậu nái luôn rồi nhá, hai mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Chậu này mầm gốc 52, em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 27. Và hết đơn hàng số 27 này là hết 5 cánh trắng mắt trâu. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay đó là một cây tím Hà Tây các bác nhá, tím Hà Tây. Cây này là cây cắt khúc ươm tự nhiên, đấy, rất là nhiều rễ rồi, rất là nhiều rễ đấy ạ. Dạ, kỳ rất là khỏe các bác nhá. Đơn hàng số 28 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 480.000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng thảo nguyên ai. Kỳ cắt khúc các bác nhá, cắt khúc ươm tự nhiên, rễ rễ rất là nhiều, rất là khỏe. Đơn 29 này thì em chia sẻ với giá là 150.000. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. 5 cánh trắng thảo nguyên ai. Và thời tiết ở chỗ em thì nó đang nắng nên là sẽ có những đơn hàng nó hơi lóa. Các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo. Số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một cho các bác tham khảo và sưu tầm. Các bác chỉ cần vào Zalo và nhập cái số điện thoại em để ở phía góc bên trái màn hình là sẽ ra Zalo của em luôn, và em chỉ dùng một Zalo duy nhất thôi nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay đó là một kỳ thế hồng hạc, một trong những cái dòng mà rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp, và cái số lượng kỳ trên thị trường cực kỳ ít. Vì là để đến thời điểm này có những cái kỳ chia sẻ như thế này thì trước đây sưu tầm chậu mẹ thì lúc ấy giá thành nó cực kỳ là cao các bác nhá. Đơn hàng số 31 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng cho đơn hàng số 31. 600.000 đồng cũng là đơn hàng số 32. Thế hồng hạc các bác nhá, thế hồng hạc. Kỳ rất là đẹp, cắt khúc ươm tự nhiên. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng duyên nợ bán mê. Chậu này mầm gốc 53, ngọn đi rất là đẹp. Chậu này thì sáng năm đây các bác về ngắm hoa luôn. Đơn số 33 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng thôi nhá. Một cái chậu 5 cánh trắng rất là đẹp để các bác về làm chậu nái. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay thì đó là một chậu 5 cánh trắng vô thường, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, kỳ đang đi ngọn rất là đẹp. Đơn 34 này em chia sẻ với giá là 260.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 35.
Đơn hàng số 35 ngày hôm nay, một kỳ nằm cánh trắng vô thường, em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Kỳ rất là đẹp các bác nhá, kỳ rất là đẹp, ngọn đang đi rất là khỏe. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay, kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 36. Em chuyển qua đơn hàng số 37. Đơn hàng số 37 ngày hôm nay đó là một chậu nái nằm cánh trắng phú quý các bác nhá, nằm cánh trắng phú quý. Chậu này 3 mầm gốc. Đơn hàng số 37 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 37. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000. Chậu này một mầm gốc rồi, đang ra kỳ trên thân giả nữa. Đấy. Thế đơn hàng số 38. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bảo duy thôi nhá, 5 cánh trắng bảo duy. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên này, đấy, rễ này, rễ bám chậu rất là đẹp rồi. Kỳ này lớn rất là nhanh không nhá. Đơn hàng số 39 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 40. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay, một kỳ 5 cánh trắng bảo duy, đấy, kỳ này lớn rất là nhanh các bác nhá. Lớn rất là nhanh này. Ngọn vẫn đang đi phà phà. Đơn 40 này em chia sẻ với giá là 500.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 41. Đơn số 41 ngày hôm nay thì đó là một chậu nái 5 cánh trắng bảo duy. Đây ạ, mầm gốc này, mầm gốc, mầm lỡ, mầm gốc này các bác thấy là nó lớn rất là nhanh luôn, lớn từng ngày luôn các nhá. Mẹ già đây, mẹ già đây. Mẹ này về các bác vẫn có thể khai thác được tầm khoảng 3 cái kỳ nhá. Đơn 41 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 800.000 đồng. 800.000 một chậu bảo duy rất là đẹp. Rất là nhiều bác ấy, rất là nhiều bác sưu tầm đủ các loại giống luôn các nhá, đủ các loại giống, nhưng mà đến khi mà ra hoa hoặc khi cây nó lớn lên ấy, nhìn thân lá thì nó không chuẩn. Em phải nói thật với các bác là các bác sưu tầm bây giờ là các bác cứ phải tìm hiểu kỹ, cảm giác là khi mình sưu tầm của nhà vườn đó mình cảm thấy an tâm thì mình hãy sưu tầm nhá. Còn nhiều bác sưu tầm đến khi võ tòng thôi nhưng mà về bảo anh bây giờ anh vẫn rất là lăn tăn cô ạ, thì các bác phải tìm hiểu cái nhà vườn đó, vì đến cái kỳ võ tòng rồi, ra võ tòng bây giờ các bác biết là chậu nái, em chia sẻ chậu nái luôn, mà đến bây giờ đi các bác đi sưu tầm mà các bác cảm thấy những cái kỳ mà nó lăn tăn thì tốt nhất là các bác thôi, vì là mua lan bây giờ là các bác biết là chơi lan này là các cụ có câu là vua chơi lan, quan chơi trà. Chơi lan là một cái thú chơi mà nó rất là tao nhã, để sau những cái giờ làm việc mà các bác về các bác chăm những cái chậu lan các bác cảm giác nó thoải mái. Chứ còn bây giờ chăm chậu lan mà suốt ngày áy náy, nay lo sai mai lo sai lăn tăn thì tốt nhất là không sưu tầm các bác nhá. Đấy là theo em là như thế. Em chuyển qua đơn số 42. Đơn số 42 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng gấu trúc, chậu này 2 kg. Đơn 42 này em chia sẻ với giá là 350.000 đồng. Cái bông gấu trúc này là một cái bông mà rất là to đẹp luôn các bác nhá, mắt rất là to. Em chuyển qua đơn số 43. Đơn số 43 ngày hôm nay, một kỳ 5 cánh trắng gấu trúc. Kỳ này ấy thì đây nhá các bác nhá, kỳ này thì là nó có 1-2 cái rễ đã bám chậu rồi và bây giờ đang ra rất là nhiều cái rễ xanh đây. Đấy, đây ạ. Mắt gốc rất là đẹp. Kỳ này thì em chia sẻ các bác sưu tầm, bác nào mà kinh tế chưa cho phép này, có thể sưu tầm những cái kỳ như thế này. Đơn 43 này em chia sẻ với giá là 180.000 cho đơn hàng số 43. Em chuyển qua đơn số 44. Đơn số 44 và đơn số 45 ngày hôm nay đó là hai kỳ kiều phi yến các bác nhá. Tất cả đều là hàng cắt khúc ươm tự nhiên. Em chia sẻ đồng giá là 130.000 đồng. Đây là đơn hàng số 44 và đây là đơn hàng số 45. Em chuyển qua đơn số 46. Đơn số 46 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng người đẹp không tên. Đơn 46 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000. Em chuyển qua đơn hàng số 47. Đơn hàng số 47 ngày hôm nay, một kỳ 5 cánh trắng người đẹp không tên. Em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 48. Đơn hàng số 48 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng ngọc sơn cước. Đấy, bông ngọc sơn cước vừa rồi nở lại phải gọi là xuất sắc luôn các bác nhá. Kỳ này là kỳ cắt khúc rất là nhiều rễ rồi. Đơn 48 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 49. Đơn hàng số 49 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. 5 cánh trắng ngọc sơn cước. Em chuyển qua đơn hàng số 50. Đơn hàng số 50 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 51. Đơn hàng số 51 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng mắt mờ hải dương. Chậu này thì đang hoa không nhá, đang hoa. Đây là bông 5 cánh trắng mắt mờ hải dương các nhá, mắt mờ rất là đẹp luôn. Đơn hàng số 51 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm.
Em chuyển qua đơn hàng số 52, 52 và 53 ngày hôm nay. Đó là hai chậu hồng nhật hạ. Đơn hàng số 52 này thì một mầm gốc và 3 cây trên thân. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đơn hàng số 53 này thì hai mầm gốc. Em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 53. Em chuyển qua đơn hàng số 54. Đơn hàng số 54 ngày hôm nay đó là một cây tím tuần triệt. Một trong những cái dòng tím cánh bầu. Sai hoa. Và hoa của nó rất là đẹp các bác nhá. Cái tuần triệt này thì số lượng cực kỳ là ít luôn các bác nhá. Phải gọi là cực kỳ ít luôn. Đấy, nên là các bác sưu tầm những cái dòng này ấy, thì là về những cái chậu như thế này sang năm các bác lấy mầm gốc này, lấy mầm gốc làm chậu nái được luôn. Đơn 54 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Vì này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, rễ rất là đẹp, này kỳ rất là khỏe, rất là mập các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 55. Đơn số 55 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng. 550.000 đồng cũng là đơn hàng số 56. Đây ạ. Đấy, kỳ đây, kỳ rất là to mập các bác nhá. Đơn hàng số 55 và 56. Và đơn hàng số 56 này thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.